Thì hôm nay tôi muốn có một cái buổi phụ đạo thêm, thêm một lần nữa về cái xung quanh khái niệm như là thuật toán này, rồi thế nào là phân tích đánh giá thuật toán này, rồi thế nào là chứng minh thuật toán, rồi quan trọng nhất là làm sao mà tính được cái độ phức tạp thời gian thuật toán và chương trình. Thì nó là cái đây là cái khái niệm rất quan trọng. Mở trong chương trình lớp 11 của chúng ta ấy, thì định hướng CS nó có hẳn một cái phần, một cái chương ba bài về cái phần này, mặc dù nó rất là ngắn thôi, nó mà học cũng rất là lướt thôi, nhưng mà cái phần này là phần theo tôi là rất quan trọng. Đấy, tôi hay từng nói trong cái buổi tập huấn giáo viên ấy, đây là một trong cái phần lý thuyết rất rất là quan trọng của cái chương trình tin lớp 11 định hướng CS, và đây cũng là một cái phần, chính cái phần mà liên quan đến khái niệm thuật toán, thế nào là tính độ phức tạp của thuật toán của chương trình, rồi cái khái niệm thế nào là chứng minh thuật toán, vân vân. Xung quanh những khái niệm đó là nó là cái lõi của cái bộ môn khoa học máy tính. Đấy. Và chính cái phần này này nó giúp cho cái môn tin học trở thành cái môn học mà có tính khoa học chặt chẽ. Và chính cái phần này nó làm cho cái môn tin học nó sẽ ngang hàng với các môn học khác ở trong nhà trường. Đấy, thì đây là phần tôi là một cái phần tương đối là quan trọng nhé. Thì cái phần mà trong sách giáo khoa viết, thì trong sách giáo khoa thì chỉ trình bày những cái phần rất là đơn giản thôi, thì các thầy cô mà dạy theo sách giáo khoa thì nó rất là ngắn và nó không có gì cả. Nhưng mà tôi muốn là phổ đạo thêm để cho chúng ta có cái nhìn rộng hơn một chút, mở rộng ra cái tầm nhìn của chúng ta hơn một chút nữa, để chúng ta có cái nhìn cao hơn một chút, để khi mà dạy học sinh ấy thì chúng ta sẽ cảm thấy là nó nhẹ nhàng hơn. Chứ nên chúng ta mà cứ đọc thuần túy theo tài liệu của sách giáo khoa rồi dạy y xì như vậy thì nó sẽ không được cái tầm của chúng ta nó không được cao lên. Đấy, tôi muốn là cái buổi phụ đạo hôm nay là muốn là để có cái bài tổng quan thôi, nhưng mà nó rộng hơn một chút để chúng ta có cái tầm nhìn cao hơn. Đấy, thì chúng ta bắt đầu nhé. Thì đầu tiên cái khái niệm đầu tiên chúng ta nhắc lại khái niệm là thuật toán là gì, đúng không? Khái niệm thuật toán nhé. Thì phần này không có gì cả, nhưng mà tôi nhấn mạnh một vài cái điểm quan trọng khi mà chúng ta nhắc đến khái niệm thuật toán. Noma thuật toán nó là một cái có thể hiểu là nó là một cái phương pháp để giải một cái bài toán cụ thể. Thì nó cũng khi mà thuật toán là một cái coi là một cái phương pháp, một cái đề xuất, một cái quy trình để giải một cái bài toán cụ thể trước khi mà chúng ta có thể chạy nó trên một lập trình, trên một cái lập trình cụ thể. Đấy. Thì là như này nhé, chúng ta có cái là một cái bài toán như vậy. Nó đầu tiên chúng ta có cái là một cái bài toán, đúng không nào? Một cái bài toán này, bài toán là phải có trước và chúng ta cần giải nó. Khi giải bài toán thì chúng ta sẽ phải tìm ra cái thuật toán giải, hay là gọi là thuật toán hay là thuật giải luôn. Đấy, thuật toán để giải cái bài toán này. Và khi có thuật toán rồi thì chúng ta mới viết cái chương trình. Đấy. Viết cái chương trình cụ thể để giải cái bài toán trên. Đấy. Nhiều khi trong nhiều trường hợp khác nhau ấy, trong trường hợp thực tế thì nhiều khi cái hai bước này nó gộp lại là một. Khi mà chúng ta đi mà ví dụ chúng ta mà đi thiêu sinh giỏi chẳng hạn, hay chúng ta làm chương trình cụ thể ấy, thì thông thường là người ta cho bài toán, cho trước bài toán nhé, cho trước và chúng ta sẽ tìm lời giải, chúng ta sẽ giải nó. Đấy. Tất cả các thi học sinh giỏi chẳng hạn đều là như vậy hết. Nhưng mà chúng ta đã bỏ qua bước chúng ta sẽ phải muốn mà giải được, chúng ta phải tính, phải tìm thuật toán đã, là phải tìm thuật toán đã. Đấy. Tìm thuật toán và sau đó chúng ta sẽ giải. Được chưa? Đấy, thì nó là như vậy. Rồi, như vậy thuật toán là gì thì có lẽ không nhớ lại nữa. Nhưng mà thuật toán nó có rất nhiều định nghĩa khác nhau về thuật toán nhé. Nhưng mà hiểu nôm na nó là một cái bằng các một quy trình, một cái bước hữu hạn để chúng ta giải được cái bài toán trên. Đấy. Mà cái bước này là phải mô tả được sao cho là máy tính nó hiểu được. Đấy, thì tôi khi mà nhưng mà chúng ta sẽ nhắc lại một chút cái điều mà chúng ta sẽ nhắc lại một chút bài toán là gì này, thuật toán này và chương trình cụ thể nhé. Đó. Thì biển nói về bài toán này như này nhé. Khi chúng ta nhắc đến bài toán đấy
nhắc lên một cái bài toán ấy thì nó phải như thế này. Bài toán nhé. Đấy, thì chúng ta sẽ phải mô tả được cái bài toán thì bao giờ phải có một cái là gì, là cái miền dữ liệu của nó. Đây này, là cái miền dữ liệu nhé, miền dữ liệu hay miền xác định, miền dữ liệu hay là cái miền xác định của cái bài toán đó, hay là miền xác định bao giờ phải có nhé. Bài toán là cho trước một cái dãy số số nguyên. Đấy, n số nguyên thì cái miền xác định là chính là tập hợp tất cả các dãy số nguyên. Bài toán của chúng ta là cho trước một số n, số m cần tính các ước chung của m n. Bài toán miền dữ liệu là tập hợp hai số nguyên tự nhiên m n, thế đó là miền xác định. Thì như vậy là cái miền xác định này nó chính xác định cái đầu vào của bài toán, nó là một cái đầu vào bao gồm các phân tử x1, x2, xn. Đấy, đây là cái đầu vào của bài toán nhé. Đấy, thì người ta gọi cái này nó là input. Thầy, cái link mà lần trước mà con gửi cho input mẹ, nhé. Đội, mang các cái desk. Thì cái bài toán là ra gì? Bài toán phải đặt yêu cầu bài toán là gì? Là với mọi input như này, chúng ta phải đưa ra được output là phải đúng. I1, I2, IM. Đấy, cái này nó là output nhé. Nó là output. Output. Thì như vậy bài toán là gì? Bài toán là cho trước cái miền dữ liệu nhé, và với mọi cái đầu input đầu vào thì cái đầu ra phải thỏa mãn cái điều kiện gì đó. Như vậy là bài toán đặt ra là gì? Là với mọi input ở trong cái miền dữ liệu thì cái output phải thỏa mãn cái điều kiện nào đó, điều kiện của bài toán. Được chưa? Thì đây là một bài toán nói chung là như thế nhé. Thì như vậy là nếu chúng ta mà đưa ra được cái thuật toán là với mọi input đầu vào, chúng ta phải có một thuật toán là giải đó, thuật toán giải để ra được output theo đúng yêu cầu của bài toán này, thì cái thuật nói mới gọi là đúng. Được chưa? Như vậy thuật toán là cái phần này. Thuật toán chỉ là một cái quy trình để sao cho là với mọi input đầu vào thì thông qua thuật toán này đầu ra là output của nó là phải là đúng theo cái bài toán. Được chưa? Như là với mọi input nhé, mọi input thì thuật toán này phải đưa được cái đáp số là đúng. Đấy, thì với đây là với mọi input, nhưng với một cái bộ input cụ thể, một cái bộ input cụ thể nhé, là x1, x2, vân vân vân, xn, thì một cái bộ này người ta gọi là một bộ dữ liệu test hay là dữ liệu kiểm thử, hay người ta gọi là test data. Đấy. Test data. Đấy. Thế vậy là như vậy các bạn, từ chiều hôm nay gần đây các bạn cứ hay hỏi tôi là thầy ra bài tập thầy có cái bộ test data không ạ? À? Tôi nói thầy hỏi cái đấy thì tôi trả lời luôn các bạn nhé, để các bạn thấy rằng là các bạn phải hiểu chính xác cái khái niệm mà bài toán và thuật toán, và chúng ta hiểu cái chính xác khái niệm test data này, nó hoàn toàn là một khái niệm rất là dễ hiểu, rất là bình thường, nó chẳng khó khăn gì cả, nó không có một cái gì là phức tạp gì ở đây cả. Cái test data là gì? Nó chính là một cái bộ, là những cái bộ dữ liệu đầu vào input nằm trong cái miền dữ liệu của chúng ta. Thì mỗi bài toán có cái miền dữ liệu, mỗi bài toán nó có một cái miền dữ liệu, đúng không? Cái miền hay là miền xác định, và trong này nó có rất nhiều cái bộ dữ liệu ở trong này, nó có hàng vô hạn các cái bộ dữ liệu đó. Thì mỗi cái bộ dữ liệu đó, 1 x1, x2, vân xn, thì một cái bộ này nó gọi là một cái bộ test data. Được chưa? Đấy. Thì nếu chúng ta hỏi là như vậy cái bộ test data là cái gì, thì tôi trả lời luôn, bộ test data chính là mọi cái bộ dữ liệu nằm trong cái miền dữ liệu của bài toán. Như vậy vì mà định nghĩa mà nói thì cái bộ test data là theo định nghĩa nó là một cái tập hợp vô hạn các cái bộ dữ liệu. Được chưa? Vô hạn các bộ dữ liệu chứ không phải hữu hạn.
Cho nên khi các thầy cô mà cho bài toán, các thầy hỏi là cho tôi, thầy hay bạn tôi hay cho tôi là 10 bộ test đi, 10 cái bộ test data, thì như vậy cũng các bạn đồng ý sau đầu là một cái 10 bộ đó là đủ để kiểm tra xem mình trình đúng hay là sai. Đấy, thì cái suy nghĩ như thế các bạn là sai nhé, nhận là sai. Về mặt lý thuyết, nếu chúng ta muốn chứng minh nó đúng, chúng ta phải thử với mọi bộ test data, mà cái bộ test data này là nó là vô hạn, vô hạn. Đấy. Cho nên là cái chúng ta mà các bộ test này thì nếu chúng ta hiểu bài toán, hiểu thuật toán ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể sinh được dễ dàng cái bộ test data này. Cái bộ test data là cái bộ rất là dễ hiểu và rất là dễ sinh, rất là dễ dàng sinh tự động ra. Lát nữa tôi sẽ chúng ta cùng nó làm, cùng cho nó làm cái này sinh tự động. Chúng ta chỉ cần hiểu bài toán thôi và hiểu xác định cái miền dữ liệu, đây là cái miền dữ liệu là phải biết chính xác nhé. Cái miền xác định của bài toán là phải chúng ta biết chính xác cái miền xác định của nó. Khi có miền xác định rồi, chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể sinh ra một cái bộ dữ liệu ngẫu nhiên, hoặc là ngẫu nhiên, hoặc là chúng ta chỉ định. Thông thường cái bộ dữ liệu này nó có cái bộ dữ liệu là chính, là ngẫu nhiên. Còn ở bên khi chúng ta mô tả một cái miền xác định nhé, của một cái bài toán bất kỳ nhé. Này, khi tôi một cái bài toán đây, một cái bài toán nhé, khi tôi đưa ra một cái bài toán ấy, thì bây giờ có một cái miền xác định này, là cái miền xác định của bài toán nhé. Thì mọi cái bộ dữ liệu ở bên trong nó đây, x2, xmn, thì ta gọi là cái bộ test data, hay là tiếng Việt là bộ dữ liệu kiểm thử, được chưa? Và như vậy có rất rất nhiều cái bộ này, nó thuộc cái miền dữ liệu này, cái miền dữ liệu này. Ví dụ bài toán chúng ta là đầu bài chúng ta là cho chữ đầu vào là một cái dãy các số nguyên của n phân tử, mình suy ra là cái miền dữ liệu này là tập hợp tất cả các cái dãy số nguyên của n phân tử, n là số số bất kỳ nữa, cho nên vì nguyên tắc đây là cái miền dữ liệu gồm có vô hạn các cái dãy số nguyên. Đã, nó rất vô hạn đúng không nào? Thì khi chúng ta mô tả một cái miền dữ liệu như vậy thì đa số tất cả những cái bộ dữ liệu nằm ở bên trong cái ở bên trong cái miền dữ liệu đó thì người ta thì chúng ta hiểu đây là cái bộ đây là phần lớn đây là cái bộ dữ liệu ngẫu nhiên. Còn cái dữ liệu mà nằm ở bên đây này. Đấy, bên này thì là đây là cái bộ dữ liệu đặc biệt hay nó gọi là bộ hay là cái bộ dữ liệu biên. Bộ dữ liệu biên nhé. Biên thì đôi khi chúng ta cần phải kiểm thử cả các bộ dữ liệu biên nữa nhé, chứ không phải là không phải chỉ có kiểm tra cái bộ dữ liệu là bên trong. Thì tùy từng bài một chúng ta có thể tạo ra cái bộ dữ liệu biên này nhé. Cái này là cái mà cái này là cái này nhưng mà ít khi lắm, ít khi chúng ta trong bài thực tế ít khi chúng ta phải thử với cái bộ dữ liệu biên thì cơ. Thưa thầy, màn hình không thấy ạ. Không thấy à? Dạ. Vẫn thấy mà thầy. Cô xem lại thấy cái bình thường máy cô chứ ở đây vẫn thấy bình thường. Bên em không thấy đứng đơ luôn. Vẫn có mà đúng vẫn nhỉ? Thấy không, vẫn thấy bình thường thầy ơi. Ừ, được rồi, vẫn thấy mà. Chắc là em xem lại màn hình đi, chắc là nào đó là bị. Đấy, nhưng mà nhá, như vậy là một bài toán chúng ta phải có cái miền xác định và khi chúng ta lấy một cái bộ dữ liệu ngẫu nhiên ở bên trong thì nó là cái bộ nó là chính là cái bộ test data. Đấy, và vì chúng ta cần phải hiểu cái bài toán, chúng ta sẽ sinh được cái bộ test data này, được chưa? Đó. Thì với mỗi cái bộ test data này thì chúng ta có một cái thuật toán nếu có nhé, hay là chương trình nhé. Thì với một cái bộ test data này thì nó sẽ sinh ra duy nhất một cái bộ dữ liệu, một cái bộ dữ liệu đầu ra, một cái bộ dữ liệu output nhé, output. Và nếu một cái bộ dữ liệu output này mà không thỏa mãn được cái bài toán thì suy ra thuật toán chúng ta là sai. Còn nếu mà cái bộ dữ liệu này mà đúng ý, thì thuật toán có thể đúng hoặc có thể sai, nhưng mà thuật toán đúng khi chỉ khi là với mọi cái bộ dữ liệu. Nhưng mà như vậy là định nghĩa đúng nhé, như vậy cái thuật toán mà đúng này, thuật toán mà đúng ấy định nghĩa là như sau nhé, định nghĩa là với mọi cái bộ test data
thì cái output phải đúng, phải đúng. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Đây chính là định nghĩa, đây chính là định nghĩa của cái bộ của khái niệm là thế nào là một chương trình đúng, thế nào là một thuật toán đúng. Đấy. Thì trước tôi hay nói rồi là khi mà như vậy về mặt lý thuyết mà nói, khi mà có một thuật toán hay có một chương trình ấy, chúng ta muốn chứng minh nó đúng ý, thì chúng ta sẽ phải thử với mọi cái bộ test, với mọi cái bộ test. Mà số lượng các cái bộ test dữ liệu cho thấy bây giờ tôi làm nằm là tất cả mọi cái bộ dữ liệu nằm trong cái miền xác định của bài toán, như vậy nó là vô hạn. Như vậy về lý thuyết chúng ta không bao giờ có thể dùng test data để chúng ta kiểm tra chương trình đúng được, vì cái số lượng test phải là vô hạn cơ. Suy ra là không bao giờ chúng ta chứng minh một chương trình đúng bằng cách là test data. Đó. Được chưa? Cho nên là khi đi thi sinh giỏi hay thi quốc gia quốc tế cũng như vậy thôi, thì người ta chỉ đưa ra khoảng 10 cái bộ test thôi. Đấy. Thì chỉ là một cách kiểm thử để tính được tính gần đúng thôi. Và trong chính trường lớp 11 của chúng ta nó có một phần rất quan trọng, có một cái suy luận rất quan trọng là gì? Là dùng dữ liệu kiểm thử chỉ có thể làm tăng khả năng đúng của chương trình thôi, chứ không chứng minh được đúng của chương trình. Đó. Cho nên là dùng cái như vậy một cái phần rất quan trọng mà chúng ta phải biết, nói cho học sinh biết là gì, là dùng kiểm thử đấy, dùng các tính năng kiểm thử hay dùng test data đó thì chỉ làm tăng độ tin cậy của thuật toán và chương trình, chứ không chứng minh được tính đúng của chương trình nhé. Đấy. Như vậy là người ta sẽ phải chứng minh một cách khác. Như vậy suy ra thì chính vì từ cái điều này và cái từ điều rằng là thuật toán đúng chỉ khi là với mọi test data chương trình phải đúng, phải đào ra phải đúng. Như vậy trên thực tế người ta sẽ chứng minh tính đúng bằng toán học. Đấy. Chứ không bao giờ người ta chứng minh bằng kiểm thử. Từ đây suy ra như sau. Vậy suy ra một tính chất rất quan trọng là gì? Là muốn chứng minh bằng chương trình đúng và chứng minh bằng toán học. Như vậy là cái chương trình hay là thuật toán, nhớ lại một lần nữa nhé, thuật toán cần phải chứng minh tính đúng bằng toán học hay là bằng cái lý thuyết CS hoặc máy tính nhé, chặt chẽ. Đấy, cái này tôi nói rất nhiều trong cái buổi tập huấn giáo viên rồi, mình nhắc lại một lần nữa nhé. Đó, cho nên là khi mà chúng ta giải các cái bài toán của chúng ta bắt buộc phải chứng minh nó bằng toán học. Và trong cái chương trình mà tôi sẽ mở lớp cho các bạn, thì tôi sẽ cố gắng là tất cả các chương trình của chúng ta, tất cả toán tôi đều cố gắng chứng minh được, để cho các bạn thấy từ xưa chúng ta không bao giờ nghĩ chuyện chứng minh cả, chúng ta nghĩ chúng ta cứ thấy suy luận hợp lý mà chúng ta cứ đưa ra thôi, và chúng ta thấy là hiển nhiên như vậy là đúng, và chúng ta chỉ dùng test chúng ta kiểm tra nhá xong. Nhưng mà đó không phải là cái việc chính của những người làm khoa học máy tính nhé. Đó rồi, như vậy là dùng kiểm thử làm cách rất quan trọng, dùng kiểm thử để mà chúng ta kiểm tra xem là toán là có đúng hay sai. Nếu mà chỉ cần một bộ dữ liệu kiểm thử mà dữ liệu đầu ra sai thì suy ra là thuật toán sai. Còn chúng ta dùng 10 bộ kiểm thử nếu đúng thì tốt quá, chương trình là có vẻ hay đấy, có vẻ đúng đấy, tin cậy đấy. Chúng ta dùng mà 100 bộ kiểm thử trình đúng hết, tốt quá, độ tin cậy lại tăng lên một lần nữa. Nhưng tất cả chuyện đó đều không chứng minh được tính đúng của chương trình. Muốn chứng minh được tính đúng chúng ta phải chứng minh bằng toán học. Nhắc lại một lần nữa chuyện đó nhé. Đây là rồi, thế bây giờ như vậy là gì? Như vậy là chúng ta quay lại khái niệm thuật toán, mà chúng ta sẽ như vậy thế nào là khi mà chúng ta có một cái bài toán và có một thuật toán nhé. Khi chúng ta có một cái bài toán, có một thuật toán thì chúng ta phải có một cái miền dữ liệu. Đây là cái miền dữ liệu nhé, cái miền dữ liệu. Và đây chỉ là thuật toán, đây đầu vào của nó đây, x1, x2, đây là thuật toán nhé. Vì khi tôi làm quen bài toán rồi, tôi sẽ bỏ qua cái từ là bài toán, đây là output. Đấy. Được chưa? Thì với mỗi một cái bộ dữ liệu cụ thể
x1, x2, xn là cụ thể ra, thì cái này nó gọi là một cái thể hiện, nó gọi là một cái thể hiện của bài toán. Đấy, nó gọi là một cái thể hiện của thuật toán nhé. Nó chính là một cái bộ test data đấy nhé. Bộ hiện của thuật toán, được chưa? Hay nó chính là một cái là nó là một cái test data. Cái này nó dùng ngôn ngữ mà dùng ngôn ngữ để mà nó về kiểm thử thì người ta gọi nó là một cái test data, đúng không? Cái này chỉ là cái test data. Còn khi nói về ngôn ngữ thuật toán thì người ta nói là một cái thể hiện, hay là nói về bài toán, một cái thể hiện của bài toán thì anh nó gọi là instance nhé, của bài toán, được chưa? Được rồi. Thế bây giờ chúng ta sang phần tiếp theo, đây là thuật toán nhé. Nhưng vừa nãy giờ là vẫn có các liên quan tất cả khái niệm là khái niệm thuật toán hết. Bây giờ sang phần thứ hai, phần tiếp theo đây sang phần thứ hai. Phần thứ hai chúng ta sang cái phần là đánh giá phân tích thuật toán. Ta chứng minh thì phải chứng minh thuật toán bằng toán học. Nó rồi không nói không nói lại nhé. Một thuật toán muốn chứng minh đúng chúng ta phải chứng minh bằng toán học. Còn dùng test data để dùng để kiểm thử thôi, để kiểm định thôi. Và chúng ta càng dùng nhiều data thì cái việc kiểm thử nó càng chuẩn xác hơn, nó càng tin cậy hơn và thuật toán có vẻ đúng hơn. Nhưng mà muốn chứng minh đúng phải chứng minh bằng toán học. Rồi như vậy là một khía cạnh của cái thuật toán này là phải chứng minh nó đúng, đã đành rồi. Nhưng mà chúng ta cho học sinh làm bài toán, học sinh mà làm ra toán mà sai lập tức là bị không điểm ngay. Như vậy muốn được điểm thì cái tối thiểu là phải thuật toán phải đúng đã nhé. Được rồi. Thì từ xưa này trong tất cả cuộc thi học sinh giỏi của chúng ta đều là như sau, đều là làm đúng, thế là đều là tất cả tất tật đều chứng minh thuật toán đúng cho điểm, đều suy ra, đều tính, đều thông qua là cái test data hết. Từ trước này chưa bao giờ thư dưỡng thấy nhiều về đạm thế thôi, không bao giờ là cho học sinh làm một cái bài tập về mà toán tin học lập trình mà bắt học sinh chứng minh nó đúng, chưa bao giờ cả. Anh mà bây giờ chỉ đi là bắt đầu là phải có rồi đấy. Dần các thầy cô là phải đưa dần cái ý tưởng cho học sinh biết là như vậy là muốn chứng minh toán của em đúng, em phải chứng minh nó bằng toán học, chứ không phải là em chỉ cứ làm và dùng. Em lại bảo là chứ em không thể nói với cô là gì, dạ thưa cô em là bài đề em đúng, em thử với 15 test data đúng hết rồi ạ, vậy suy ra là em đúng đâu, không, cái đó không đúng nha. Đó nó chỉ là em thử được 5 test tốt quá mà chưa chứng minh là em đúng. Muốn chứng minh đúng hay đúng thì em phải chứng minh. Rồi sang ý thứ hai, như vậy là một bài toán nó có thể có nhiều thuật toán khác nhau. Thì như vậy cái điểm khác biệt của cái tin học và toán học là như vậy. Toán học người ta tìm ra một lời giải đúng là người ta có thể vỗ tay và có thể nghỉ ngơi được rồi. Tất nhiên người ta có thể tìm thêm lời giải khác nữa, nhưng mà tin học thì không. Tin học là một bài toán thì có rất nhiều thuật toán khác nhau, rất nhiều chương trình khác nhau. Đấy. Thì làm sao để so sánh được cái nào tốt hơn, cái nào xấu hơn thì chúng ta cần phải phân tích đánh giá. Nhưng bước thứ hai là phân tích đánh giá thuật toán nhé. Phân tích đánh giá thuật toán rất quan trọng luôn nhé. Đây là một trong hai khía cạnh rất quan trọng, hai cái ý rất quan trọng của cái phần thuật toán. Ý thứ nhất là chứng minh, là kiểm thử thuật toán và chứng minh đúng thuật toán. Ý thứ hai là phân tích đánh giá thuật toán. Đã, chúng ta chú ý nhé. Như vậy là khi chúng ta có một thuật toán rồi, chúng ta sẽ phải phân tích đánh giá nó. Thì đấy là đánh giá bằng cái gì? Thì ngày thật ra biết rồi, trong sách giáo khoa cũng nói rồi, phần này các thầy cô cũng nói cho học sinh và nó nhanh thôi, cho học sinh biết thôi. Như vậy là một cái thuật toán ấy thì bắt buộc sau khi mà chúng ta làm xong thuật toán, làm xong chương trình và chúng ta cứ thử đi, chúng ta cứ test chương trình, cho phép test ấy, cho phép mà thử kiểm thử xem đúng hết rồi, sau đó chúng ta chứng minh nó đúng rồi, chứng minh rồi sau đó chúng ta bước sang chúng ta phải đánh giá. Thì cái thuật toán thì một thuật toán chúng ta có thể đánh giá bằng có hai cái tiêu chí đánh giá. Một là cái thời gian chạy của thuật toán, một là cái thời gian chạy nhé, thời gian chạy của thuật toán, và hai là cái không gian bộ nhớ, cái không gian sử dụng, không gian hay là cái bộ nhớ sử dụng.
khi mô tả thuật toán ấy thì bao giờ chúng ta có một con số n là cái số lượng cái bộ dữ liệu đầu vào, cái số lượng dữ liệu đầu vào. Ta hình ta mô tả cách gọi là hình thức như thế thôi nhé, số lượng dữ liệu đầu vào. Tự một cái dãy chẳng hạn. Thì nó là n. Thì theo chạy người ta kêu là tn. Đấy, người ta kêu là tn. Còn không gian người ta kêu là sn. Đấy. Như vậy là cái việc là phân tích cho thuật toán, chúng ta phải tính được cái TN và tính được cái SN. Đấy, chúng ta dựa trên hai này chúng ta sẽ phân tích. Thì một cái chương trình mà hiệu quả hay không hiệu quả, chúng ta dựa vào thời gian chạy. Thời gian chạy càng nhanh ý, thì nó càng tốt. Thời gian chạy mà càng chậm ý, thì nó càng xấu. Không ăn bộ nhớ mà dùng càng ít ý, thì càng tốt. Mà dùng càng nhiều thì càng tồi. Như vậy thì khi mà một toán mà đúng rồi thì đánh giá của nó là thông qua hai khái niệm là thời gian và không gian. Và những cái này là khái niệm nó mang tính định tính định lượng, nó không có một cái tiêu chí nào thật chặt chẽ đâu, nó rất là thoáng đó. Nó rất là thoáng và nó chung chung như vậy thôi, là chỉ biết là thời gian chạy càng nhanh thì càng tốt, càng chậm thì càng không tốt. Không gian bộ nhớ càng ít thì càng tốt, càng nhiều thì càng không tốt. Nhưng mà thực tế thế nào là tốt, thế nào là không tốt, cụ thể ra thì là rất là khó hơn. Bởi vì sao? Bởi vì là cái thời gian này và cái không gian này nó là khái niệm, nó lại bù trừ cho nhau. Thông thường một chương trình mà chạy thời gian nhanh ấy thì cái SN nó lại lớn. Muốn SN mà ít ấy thì TN nó lại lớn. Chuyện rất là khó. Thật ra là khi đánh giá chương trình nó phải làm một cái tổng hòa giữa hai khái niệm nhé. Nhưng mà thôi, trên thực tế mà nói thì không gian bộ nhớ khi mà tính ý, thì tính cái này là dễ hơn. Vì chúng ta nhìn vào chương trình chúng ta biết ngay, dễ hơn. Còn cái này khó hơn. Cho nên thực tế khi mà trong tất cả các chương trình về khoa máy tính của học sinh sinh viên học sinh ấy, thì hầu hết là chúng ta học cái tính cái này. Đấy. Được chưa? Còn cái này thì nó dễ quá nên mà là người ta không nhắc đến nữa. Đấy. Mà cũng có một phần nữa là gì, là cái không gian bộ nhớ này đối với các bài tập nhỏ cho học sinh sinh viên ấy thì cái bộ nhớ RAM càng ngày nó càng lớn, mà cho nên là người ta không thấy quan trọng nữa, mà người ta chỉ quan trọng cái TN thôi. Chính chỗ này làm chỗ làm cho nhiều người lại hiểu nhầm nhé. Ngay cả chúng ta, nhiều giáo viên chúng ta cũng vì chúng ta cứ mải mê cái việc là tính thời gian chạy mà, cho nên là chúng ta quên mất cái khái niệm không gian này đi. Thực ra là thực tế khi mà chúng ta làm phần mềm thực tế nó thấy nó quan trọng như thế nào. Rất quan trọng luôn, rất quan trọng luôn. Nhưng mà thôi, đối với học sinh sinh viên năm nhất, năm thứ hai đại học ấy, thì hầu hết là chúng ta chỉ việc cần nhất là tính cái phần này thôi. Chỉ tập trung hiện nay, hầu hết tất cả các chương trình mà dạy học về khoa học máy tính ấy, khi nói về thuật toán ấy, thì hầu hết là chỉ nói về cái phần này thôi. Ít khi nhắc đến cái phần SCN này. Thì riêng cái phần này thôi rất là hay rồi. Đấy. Như vậy suy ra thì như vậy khi mà chúng ta cần phân tích ra thuật toán ấy, chúng ta sẽ phải tính được thời gian chạy của thuật toán đó, được chưa? Như vậy nó rất quan trọng ở đây là gì, là cho trước một cái bài toán, cho trước một thuật toán, và bây giờ chúng ta sẽ cần tính cái thời gian chạy, cái TN tính như thế nào. Đấy. Và sau đó chúng ta sẽ dựa trên TN này, chúng ta sẽ đánh giá cái thuật toán này là hay không hay, dở hay là không dở, được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta cùng nhau sang phần đó nhé. Phần này là cái phần mà trong sách giáo khoa, chỉ trong sách giáo khoa thì một nói vài câu rất là ngắn gọn mà không hề nói sâu, không hề sâu sắc một tí nào cả. Nhưng mà đây tôi nói sâu hơn để cho các bạn hình dung hơn nhé. Tức là trong sách giáo khoa chỉ nói là chúng ta tính TN thôi. Đấy, và cho trước và đưa ra một cái nguyên tắc để tính TN. Và sau đó sang bài sau là chúng ta đưa ra một cái cách chúng ta tính được cái đoạn độ phức tạp thời gian của cái TN này là xong, mà chúng ta ra thực hành luôn. Nhưng mà tôi dừng lại, tôi sẽ nói sâu hơn một chút về cái điểm này để chúng ta hình dung nhé. Đây bây giờ như này. Đấy, như vậy bây giờ là gì? Bây giờ suy ra là gì? Như vậy là một cái bài toán nhé. Nhắc lại một bài toán, nó có miền dữ liệu đây, rất là phức tạp và nó có rất nhiều các cái bộ test đây, hay các cái bộ này, một cái này nó gọi là một cái thể hiện của bài toán đây nhé. Đây là thuật toán đây, nhé, thuật toán chúng ta đây, thuật toán nhé. Thuật toán.
Và mỗi cái bộ diệp này nó có đầu ra của nó là cái I2 IM đấy. Được chưa? Thì cái N này, cái N này chính là cái, đây chính là cái số, là cái số lượng đầu đầu vào đấy. Và cái thời gian để mà tính được với mỗi cái TN này, tính được cái IN này, tôi gọi chung là TN. Đấy. Được chưa? Rồi, thế thì câu hỏi đặt ra ngay là cái TN là tính như thế nào? Ở trong cái nguồn dữ liệu này nó có hàng 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 vô hạn các cái bộ, các cái thiện này, các cái data này có rất nhiều, thế làm sao mà tính TN này? Đấy, làm sao mà tính được TN này bây giờ, làm sao mà nó có nhiều này cơ mà. Là ta đo thấy là nó rất khác nhau, làm sao mà tính được N? À, thế bây giờ người ta làm như sau. Để mà tính được thì ăn TN của một thuật toán người ta làm như sau. Người ta đưa ra các khái niệm như sau nhé. Thì với một cái thuật toán này và một cái miền dữ liệu, đây là cái miền dữ liệu của cái miền dữ liệu nhé. Được chưa? Như vậy là với một cái bộ dữ liệu đầu vào đây là người ta tính được nhé. Tôi cứ vẽ ra này thành cái nôm na, tôi cứ vẽ ra thành như này nhé. Đấy. Như vậy đây là cái miền, đây là cái miền dữ liệu này của chúng ta nhé. Một cái bộ này tôi kiểu là như này, tôi vẽ một điểm ra. Một cái điểm này là một cái nôm na là một cái bộ, một cái instance, một cái thiện bài toán đây, hay là một cái bộ test data đây. Và một cái này chúng ta sẽ tính toán ra, tôi sẽ một cái bộ test data này tôi tính cụ thể được cái TN của nó, một cái TN đây, một cái vị trí của nó ở đây nhé, nằm ở đây nhé. Đấy. Đây là thời gian này, đây là T này. Đấy. Được chưa? Tính cái TN là bằng cách là mới đo đồng hồ đấy, đo đồng hồ thời gian của máy tính thôi là đo được. Lát nữa tôi sẽ đo cho các bạn xem nhé. Như vậy rất nhiều cái bộ dữ liệu này nó có rất nhiều cái bộ đầu đầu vào nhé, nó có rất nhiều các cái thời gian đây, thời gian có rất nhiều này, thời gian có rất nhiều đo, đây là cái đây là thời gian nhé, có rất nhiều những cái thời gian khác nhau ở đây. Đó, chúng ta chú ý nhé. Đấy, rất là giải rất rộng cái này nhé. Rồi thì khi giải rộng này thì người ta đo gì, người ta làm như sau, người ta sẽ đo cái thời gian này minimum. Đấy. Đây là cái thời gian minimum, đây là thời gian maximum nhé. Và người ta đo ở một cái đoạn giữa, đa số thường nó không phải đều đâu, nó giải của nó là nó giữa hỗn loạn, và tập trung phần giữa này là cái chỗ giữa này là cái phần mà đa số các bộ dữ liệu nằm ở đây, thì cái chỗ này là người ta đo ở đây. Được chưa? Thế thì cái phần này này, phần này người ta gọi là thời gian tốt nhất. Thời gian tốt nhất nhé. Tốt nhất của cái tính TN. Đấy. Phần này thì người ta gọi là thời gian xấu nhất. Thời gian xấu nhất. Xấu nhất. Còn phần giữa này. Phần giữa này là cái phần là đa số đối với cái bộ test mà ngẫu nhiên ở trong này này, đa số nó tập trung ở một cái khoảng như này, không phải một điểm đâu mà cả một khoảng điểm người ta gọi chung. Ta tính trung bình ra thì giữa đây người ta gọi là thời gian trung bình. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Đấy, đó. Như vậy là gì? Như vậy là với mỗi một cái bài toán, với mỗi một thuật toán thì khi mà tính thời gian ấy thì thông thường người ta sẽ phải tính được ba giá trị. Khi tính thời gian, khi tính cái TN đó, tính được tính TN thì người ta sẽ thông thường, đáng lẽ là người ta phải tính ra tính thời gian của tất cả các cái bộ test đầu vào rất đa dạng, rất là nhiều như vậy, nhưng mà thông thường người ta không, người ta sẽ tính là ba cái là thời gian xấu nhất, hai là thời gian trung bình và ba là thời gian tốt nhất. Đấy. Thời gian tốt nhất. Được chưa? Như vậy đúng ra là nó phải có ba, tôi kiểu cái này là t số, tôi kiểu txc nhé, txn, đây là t trung bình, đây là tb nhé, tbn, và đây là t tốt nhé, tốt nhất tôi kiểu tt như này. Đấy, này. Như vậy là với một cái bài toán, một thuật toán ấy, dựa trên cái bộ dữ liệu đầu vào thì về mặt lý thuyết chúng ta phải tính được cái thời gian xấu nhất, thời gian trung bình và thời gian tốt nhất. Đó, được chưa? Thì đấy là đối với người làm chuyên nghiệp, còn đối với chúng ta, đối với học sinh, sinh viên, tất cả người là sinh viên trường đại học thế thôi, vì chúng ta không thể nào tính chi li như này được, rất là khó tính. Thông thường người ta chỉ tính cái này thôi, cái xấu nhất thôi, mà cái xấu nhất là chính là người ta gọi cái này chính là cái thời gian chạy của chương trình.
Thông thường khi mà tính tên là trung bình với tất hầu hết tất cả các bài toán ấy của chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ tính cái tên n chính là cái thời gian xấu nhất. Tuy nhiên các bạn sẽ thấy trong khi mà mang kia học trên lớp của tôi ấy, thì tôi chỉ rõ ra là có những bài toán không phải như vậy. Có những bài toán người ta bỏ qua trường hợp xấu nhất, người ta đi thẳng vào trường hợp trung bình. Đấy, có nhiều trường hợp như vậy nhưng mà đa số tất cả các bài toán, tất cả thuật toán chúng ta sẽ gặp trên thực tế đấy, chúng ta đều tính thời gian là xấu nhất. Như vậy cái TN này hiểu chính là thời gian xấu nhất. Như vậy chúng ta cứ tìm kiếm và chúng ta sẽ tính thời gian xấu nhất nhé. Đấy, được thì được chưa? Rồi, thế bây giờ như vậy là như sau này. Bây giờ trước khi mà mình còn thêm một chút nữa nhé. Đó. Thì tính cái này bằng cách nào nhé? Khi mà chúng ta dùng đồng hồ đo đấy thì hoàn toàn có thể đo được với mỗi một cái bộ dữ liệu đầu vào. Vì mỗi cái bộ dữ liệu x1, x2, x hay là một cái thể hiện của bài toán ấy thì chúng ta thuật toán có rồi nhé. Đây là thuật toán này, đây thuật toán nhé. Thuật toán đây là output này. Y1, Y2, Y m đấy. Thì chúng ta lập trình nhé. Chúng ta đưa cái bộ dữ liệu này vào trong chương trình bắt đầu chạy. Thì chúng ta có thể lập trình và tính được cái thời gian chạy cho đến khi mà kết thúc để ra là cái đầu ra, được chưa? Thì cái thời gian chạy ở đây này chạy ra tương gian con số tính là TN này. TN này thì cái TN là hoàn toàn có thể tính được bằng chương trình. Trong tất cả những lập trình đều có cái chức năng để có các công cụ để giúp chúng ta tính được chính xác TN với từng cái bộ dữ liệu đầu vào một, được chưa? Đấy. Chúng ta chú ý là không tính thời gian, chúng ta đẩy cái này nhé. Cái thời gian mà sinh cái bộ này chúng ta không tính nhé. Cái thời gian sinh bộ dữ liệu chúng ta không tính. Cái thời gian mà hiển thị cái này cũng không tính. Như vậy sinh xong rồi mới bắt đầu tính thời gian. Đấy. Tính xong rồi, đếm luôn. Trước khi mà hiện cái thông số này, hiện output ra màn hình, chúng ta tính luôn kết thúc ở đây. Như vậy cái thời gian chạy chương trình là tính được bắt đầu khi bắt đầu nhồi cái bộ dữ liệu này vào trong bộ nhớ, trong cái hàm của chúng ta. Để chúng ta bắt đầu tính và khi kết thúc hàm lập tức là kết thúc luôn. Và thời gian chạy đây chính thời gian chạy của chương trình đây. Đây là thời gian chạy của thuật toán đây. Còn không tính thời gian là để sinh cái bộ dữ liệu này, cũng không tính thời gian để hiển thị cái này ra màn hình nhé. Chúng ta chú ý nhé. Chỗ này các bạn như bạn làm sai chỗ này nhé. Làm sai chỗ này. Đây, chúng ta chú ý nhé. Như vậy cái TN này chính là cái thời gian chạy. Thế nữa tôi làm ngay bây giờ nhé. Như vậy là gì? Như vậy là như sau này. Như vậy suy ra là như sau nhé. Như vậy là mỗi một cái thuật toán ấy. Thì hiện nay mà nói thì hiện nay thì đây là miền dữ liệu đây. Hiện nay thì trong tất cả các chương trình thi học sinh giỏi ở cấp quận, cấp huyện, quốc gia, quốc tỉnh, quốc gia hay là thế giới đều như sau hết nhé. Là cho học sinh làm chương trình và cái ban giám khảo đưa ra khoảng một cái bộ test khoảng là 10 đến 15 cái test. Tức là người ta sinh ngẫu nhiên từ đây ra, người ta sinh ra đưa ra một cái bộ test data. Nhé. Tôi kiểu tên là nó là T1, T2, ví dụ thế, T10 chẳng hạn, được chưa? Và cấp trước cho học sinh, thậm chí là có thể cấp trước luôn. Học sinh và người ta chấm tự động, người ta đưa mỗi một cái này, người ta đưa vào trong cái toán này và người ta đếm, tôi tính được cái thời gian ra được cái là T, kiểu như là T1, N, T2, N, T10, T10, N, đấy, đưa ra cái bộ của mình ra. Và người ta tính trước rồi, như vậy với cái test này là phải là bao nhiêu giây thì là hợp lý. Cái này là phải là 1 giây, cái này là 1 giây, cái này là 1,5 giây, cái này là 2 giây là hợp lý. Và nếu học sinh mà thỏa mãn tất cả cái này thì là được bao nhiêu điểm, là được điểm tối đa. Còn nếu sai một cái thuật toán, sai một cái con số, ví dụ là không vượt quá thời gian chẳng hạn, nó gọi là TTLE đúng không? Lỗi là Time Limited Exit. Lỗi là vượt quá thời gian thì bị trừ bao nhiêu điểm đó. Đấy thì hiện nay là tất cả các cái chương trình thi sinh giỏi đều như vậy hết. Là chúng ta cái người ban giám khảo là
tự động sinh ra một cái bộ dữ liệu test nào đó 10, 15 quá gì đó, và người đó dựa trên kiến thức của mình đã có, người đó với em định ra cái thời gian chạy là khả dĩ của cái bộ test này và đưa ra cứng như vậy. Được chưa? Thì nhìn cho nhìn vào đây cho thấy, để cho mọi người thấy là các bạn đừng được không được thần thánh hóa cái bộ test data này nhé. Cái bộ test này ai tạo cũng được, ai cũng được tạo được, vì nó chính là cái bộ xét sinh đa số 99,99% cái bộ test của chúng ta chính là cái bộ dữ liệu sinh ngẫu nhiên từ đây thôi. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Mà chúng ta hoàn toàn có thể sinh được rất là dễ dàng. Như vậy là các bạn phải học được cách chúng ta sinh được cái bộ test này. Và chúng ta sẽ thử nghiệm cái bộ test này ở trong chương trình của chúng ta. Và đa số cái khi mà đầu bài nó ra nó trước chúng ta cái này. Đấy. Và chúng ta dựa trên cái này chúng ta có thể làm, chúng ta cho học sinh làm thử nhé. Những cái bộ test này hoàn toàn có thể tự động sinh được nhá, chúng ta chú ý nhé. Không khó khăn cả. Còn cái vì sao nó lại 1 lại 2 chỗ này? Vì sao nó lại là 1 2 này, chúng ta sẽ tìm ngay sau một lát nữa. Được chưa? Không có gì là khó khăn cả nhé. Được rồi, thế bây giờ tôi sẽ ở đây dừng lại một chút, tôi sẽ dành khoảng 10 phút, tôi sẽ cùng nhau chúng ta làm thử một cái bài toán đơn giản thôi, mà chúng ta sẽ sinh ra các cái bộ test khác nhau và cho học sinh sẽ làm, và chúng ta làm thử và chúng ta dùng cái bộ test đó để chúng ta nhé. Và chúng ta sẽ đây, bây giờ tôi làm này. Bây tôi dùng ngay một cái bài toán này của chúng ta là cái bài toán như này nhé. Đây thầy ví dụ nhé. Đây. Tôi có thể dùng ngay cái ví dụ trong sách giáo khoa thôi, là cái ví dụ là cho trước một cái dãy số ban đầu bất kỳ và sau đó là sắp xếp theo thứ tăng dần. Nhưng mà thôi, bây giờ hôm nay tôi sẽ làm một ví dụ khác nhé. Bài toán như sau này, đây là bài toán của chúng ta nhé. Đây là bài toán này. Bài toán nhé. Bài toán của chúng ta là như sau, tôi làm trên Python cho đơn giản thôi nhé. Bài toán là như sau này, đây tôi viết luôn cái dạng này nhé. Cho trước dãy số nguyên A nhé, nguyên A gồm n phần tử, nhưng mà n có thể bất kỳ đúng không, phần tử số nguyên nhé. Bây giờ kiểm tra xem có hai phần tử nào, có hai phần tử trùng nhau không, trùng nhau trong A hay không, được chưa? Được rồi, thì bây giờ tôi mô tả đầu vào đầu ra nhé. Bây giờ input này, input là chúng ta chỉ có đúng một dòng thôi nhé. Kể nếu mà các thầy cô mà muốn nữa, chúng ta có thể làm thành một cái bước, ví dụ là ban đầu là số tự nhiên n, xong dòng thứ nhất, đây là các số liệu của dòng thứ nhất đây. Đấy, dòng thứ nhất nhé, dòng thứ nhất này, xong dòng thứ hai này, đấy, vân vân đúng không, vân vân, và n dòng. Mà thôi, tôi làm cho đơn giản, tôi làm đúng một dòng thôi. Input chúng ta là đúng một dòng, một hàng đấy nhé. Một hàng là gì? Ví dụ như là 2, 3, 4, 6, 0, 1, 8, 9, 10. Đấy, nhé. Đầu vào đây nhé. Đầu ra này. Đầu ra này, output này. Đầu ra của chúng ta chỉ có một chữ số thôi. Một cái thông báo thôi là yes hoặc là no đấy nhé. Đấy, ví dụ đấy. Được chưa? Và tôi quyết định là input của chúng ta sẽ là cái file đặt có tên là data.inp nhé. Còn output trong một cái file data.out. Đấy, nó lại bị như vậy. Yeah. Như vậy là data input của chúng ta là cái file gồm có một dòng thôi nhá, một dòng. Gồm n số bất kỳ, được chưa? Và cái file out là cái file là nó chỉ chứa một dòng một chữ yes và no như này thôi. Và chúng ta kiểm tra. Đấy, được chưa? Nhưng mà đây là một bài toán đơn giản thôi nhưng mà hoàn chỉnh nhé. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm thử một bộ dữ liệu. Đây, tôi lấy ví dụ đấy nhé. Đây, bài này tôi ghi cho này. Tôi ghi cái bài này tôi ra, tôi ghi cái file chúng ta, tôi tìm xem cái thư mục chúng ta nằm ở đâu nhỉ. Tôi kiểm tra một chút nhé. Không nhớ để ở đâu, để tôi kiểm tra một chút. Đây, tập vấn đây.
Chúng ta làm này này, nhưng mà chúng ta làm B1 nhé. Bài chúng ta hôm nay là bài làm là coi như tuần hoàn gọi là dãy số đi nhé, dãy số. Bài đơn giản nhé, một cái bài tập rất đơn giản nhé. Đấy. Rồi. Bây giờ chúng ta làm thử một cái bộ dữ liệu đây, lấy bộ dữ liệu này nhé. Đó. Tôi làm cái file input là làm là data.in nhé. Đây tôi copy ở đây. Đấy, một cái file nó chỉ có một dòng như vậy thôi, tôi lấy ví dụ nhé. Đấy, phải có một dòng như vậy nhé. Bây giờ tôi mới ghi ra cái file. Tôi ghi ra cùng thu này, tôi ghi ra với cái em ghi ra với cái gì? Cái kiểu dữ liệu tôi là plain text nhé. Đây này, plain text này. Đấy, và đặt tên nó, đặt tên nó là data.in. Đấy, có một đấy. Data.in đây nhé, đây này. Đấy. Còn cái đầu ra data.out tôi sẽ mô tả sau nhé. Rồi, thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu làm này. Bài tập này tôi làm, bài này tôi làm rất đơn giản, tôi làm được chưa? Đây là cái đầu bài nhé. Đấy. Bị chi bắt tôi cùng các bạn làm, tôi làm cái chương trình đơn giản đã. Tôi kiểm tra trên cái dãy bắt đầu đơn giản này đã nhé. Đó. Và tôi sẽ chứng minh là đúng hay là sai. Đơn giản thế đã đấy. Sau bước thứ hai, tôi sẽ làm bước sau là tôi sẽ tính thời gian thực sự của nó mà tôi sẽ sinh ra cái bộ dữ liệu ngẫu nhiên với n là rất lớn. Với n có thể là 1 triệu hay là 10 ngàn, 100 ngàn hoặc là 1 triệu nhé. Và xem kiểm tra xem thời gian chậm là bao nhiêu. Đấy, và sau đó chúng ta sẽ đưa ra một phương án là tính điểm, như vậy là ta làm như vậy là được bao nhiêu điểm nhé. Bạn thấy là như vậy chúng ta hiểu bài toán mà chúng ta thấy là chúng ta không có sợ gì các cái bộ test data. Có rất nhiều người cứ hỏi tôi là muốn ngay ngày hôm nay các nhân thầy hỏi tôi là thầy hôm nay thầy giảng bài phần này thầy có ra cho cái bộ test data không ạ. Tôi nói ngay là các bạn không có sợ gì, tất cả các bộ test data đó là chính chúng ta là chúng ta phải sinh ra, chứ không phải nhờ ai sinh ra hộ hết, chúng ta tự sinh được hết vì nó rất đơn giản. Vấn đề chúng ta phải hiểu bài toán, chúng ta hiểu bản chất của thuật toán chúng ta làm ra được hết nhé. Được rồi, bây giờ chúng ta làm luôn này. Bây giờ tôi sẽ làm luôn, nó sẽ làm luôn vào một chương trình hoàn chỉnh nhé, coi như thi nhé. Đầu vào là nhập từ file data input và đầu ra là data out nhé. Tôi làm luôn này, làm coi như màn hình nhé. Đây, tôi biết là fi là tên của cái file đầu vào nhé. Đây là data.in này. Được chưa? Và fo là cái file data.out nhé. Đấy, được chưa? Rồi, bây giờ tôi viết cái chương trình. Đây, tôi viết chương trình là nhập dữ liệu nhé. Nhập dữ liệu. Cái tập này sẽ đọc dữ liệu từ cái file fi. Đấy, từ cái file fi đây này. Và đưa ra và trả về một cái dãy A. Và sau đó tôi sẽ dùng dãy A đó, tôi sẽ lập trình để tôi đưa ra cái đầu ra của nó là x hoặc là no thôi nhé. Rồi, bình như sau này, đây tôi làm như sau, tôi làm các bạn xem ngay nhé. Tôi đặt f bằng open fi, như vậy là mở cái bài fi ra ngay, được chưa? Rồi, sau đó tôi sẽ đây, tôi đọc cái này, nó chỉ có một hàng thôi mà tôi đặt là line bằng f đó, read line. Để đọc trên một hàng của nó thôi. Yeah. Bài này là rượu đơn giản, có một hàng thôi. Và bây giờ tôi sẽ chuyển sang cái file, chuyển cái bộ này sang file đặt cái dãy A nhỉ. Dùng cái lệnh là tạo dựng list nhanh nhé. Đây, dùng lệnh là in x. Đấy. For x chạy trên cái gì? Chạy trên cái line này nhiều. Trong khi chúng ta phải dùng lệnh là split, chúng ta tách ra, split. Đấy, chúng ta tách ra thành các cái cái line, chúng ta dùng lại cái lệnh split của một dãy mà của một cái sâu là chúng ta tách ra thành từng cái từ một, anh cái từ của nó lên dãy đi và cách nhau bởi dấu cách nhé. Và chúng ta dùng cái in trả về một cái dãy mới là gồm các phần tử của cái chuyển sang là số nguyên, dùng lệnh hàm in này. Thì đây là cái dạng gọi là cái lệnh tạo dãy nhanh, tạo list nhanh ở trong Python rất đơn giản thôi. Và xong rồi chúng ta sẽ đóng lại F, chúng ta dùng lệnh close lại như này. Đấy, và sau chúng ta return A. Đây là cái lệnh mà sinh ra cái bộ dữ liệu, chụp dữ liệu từ 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 kia
Được chưa? Rồi, thế bây giờ tôi làm bước tiếp theo là tôi sẽ dùng là tôi viết là chỉnh chính của chúng ta nhé. Chỉnh chính chúng ta là chúng ta sẽ đầu vào là cái file và cái A này mà chúng ta kiểm tra trả về là X hay là No nhé. Đấy, mà chúng ta dùng, viết cái phương trình là gì? Là trùng nhau hay không nhé. Chúng ta dùng cái hàm là hàm ví dụ TN chẳng hạn. Trùng, đơn giản, trùng này A đấy nhé. Cái hàm này là đầu vào sẽ là dãy A và đầu ra là 1 và 0 đi nhé. Hay là true và false nhé. True là false và in ra thì chúng ta sẽ in ra chúng ta sẽ nếu mà true thì nó sẽ làm đẩy ra nó là yes. Đấy. Mà nếu mà no false nó sẽ là no nhé. Trùng nhau. Cái hàm này nó trả về là true hoặc là false. Được chưa? Thế cái làm như sau này. Bạn này có thể như cái làm nhé, lát nữa tôi sẽ làm các bạn một vài cách, mình tôi làm các bạn một cách thôi nhé. Là như sau này, bây giờ chúng ta sẽ có nhiều cách, chúng ta sẽ cần một cái vòng lọc for chạy từ đầu đến cuối và kiểm tra xem cái số hạng hiện thời này nó có trùng cái số ở phía trước này không nhé. Cái số trước này chúng ta có thể dùng, chúng ta có thể hoặc chúng ta đưa vào một cái dãy hoặc là chúng ta sẽ dùng cái slicing cũng được, có nhiều cách làm lắm nhé. Thôi tôi đưa vào đến số nào tôi đưa vào một cái dãy nhé, và tôi kiểm tra. Đấy, bất cứ một số nào nếu mà nó trùng nằm trong dãy trước rồi thì là tức là dừng lại và trả về là false luôn, còn nó không trùng thì trả về là true nhé. Ở đây nhắc lại, đây là trùng chúng ta, nếu mà không trùng thì trả về là không, xin lỗi, không trùng thì trả về no, trả về false, còn trùng thì trả về là true. Được chưa? Rồi cho là đây là một cách này nó trông dễ hiểu hơn nhưng mà nó lại hơi dài hơn một chút, không sao nhé. Được chưa? Chúng ta gọi B là cái dãy mà sẽ kiểm tra là cái dãy mà khi chạy A đâu chúng ta sẽ bổ sung vào cái dãy B tới đó nhé. Đây. Chúng ta như sau, for x in A, mỗi bậc x như vậy chúng ta làm như sau. Chúng ta kiểm tra xem là if mà x gì mà đã nằm trong B rồi, đúng không nào? Nằm trong B rồi thì chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là đã trùng rồi thì lập tức là returns đã trùng rồi thì return là true. Đấy. Còn ngược lại, nếu mà x gì mà không nằm trong B thì chúng ta sẽ bổ sung vào B, tôi dùng lệnh append này. Đấy, x. Đấy. Được chưa? Đấy, và tại đây thì khi mà chạy đến hết chỗ này mà chạy đến hết chỗ cái vòng lọc A, vòng lọc for ở đây này mà đến cuối cùng mà không lúc nào mà trùng cả thì chúng ta là tới đây là chúng ta return false nhé. Đấy. Đấy chưa? Cái đài trung bình bài này rất đơn giản thôi, đúng không? Như vậy là B là cái dãy là tập hợp các phân tử đã được tìm từ đầu đến cuối đến thời điểm hiện thời nhé, phân tử ở đây. Nếu mà x mà nằm tại một điểm bất kỳ, nếu mà x gì mà nằm trong B rồi suy ra là x gì đã trùng phân tử trong B, vậy suy ra là phân tử A nó có phân tử trùng rồi thì đây là trùng mà trả về là true. Còn đi hết cái dãy lập A này, hết là vào lọc A này mà không thấy gì cả thì chứng tỏ là từ đây là suy ra là A các phân tử khác nhau từ đến một, bị suy ra nên trả về là false. Được chưa? Đó, như vậy đây là cái hàm trùng. Bây chúng ta làm cái tiếp tục làm động tác nữa là làm nhiều tác là ghi dữ liệu, là ghi dữ liệu nhé. Đầu ra là for. Được chưa? Đấy. Thì cái lệnh này là như sau, chúng ta sẽ ghi dữ liệu ra nhé. Chúng ta có một cái tập kết quả nhé. Kết quả. Được chưa? Thôi được, chung vào đấy chúng ta luôn kết quả nhé. Thôi chúng ta đặt F này, chúng ta đặt F bằng là F bằng open for và vkép. Như vậy đây là để ghi ra mà. Đấy, ghi ra nhé. Rồi. Sau chúng ta cần mà tính cái kết quả của nó. Kết quả tôi đặt cái biến ngoài nhé, là biến là kết quả đi nhé. Đặt là kết quả đấy nhé. Đấy, phía dưới là chương trình chính này. Đây là chương trình chính nhé. Chương trình chính như sau này.
Chứng chỉ là như sau nhé, chứng chỉ là như thế này, là chúng ta sẽ đặt A bằng là A là nhập dữ liệu này, A là nhập này, nhập dữ liệu này, FI này. Sau chúng ta dùng phải kết quả này, kết quả là bằng gì? Bằng trùng này, đấy, trùng nhé, trùng, trùng A, đấy. Và chúng ta dùng lệnh là ghi kết quả ra, ghi dữ liệu nhé, ghi dữ liệu này, ghi dữ liệu là FO. Là xong nhé. Rồi bây giờ chúng ta làm thử nhé, đây này. Em ghi nhé. Kết quả là cái tệp cái đã có rồi nhé. Chúng ta làm như sau, đây là kết quả nhé. Đấy, chúng ta mở ra và chúng ta ghi ra thôi. Chúng ta dùng lệnh print. Là print kết quả ra cái file bằng F. Đấy. Sau đó chúng ta đóng lại. Close lại. Kết thúc, được chưa? Như vậy là màn trình của chúng ta có 3 cái này thôi. Đấy, được chưa? Đấy, tới đây là xong nhé. Tôi chạy thử trình cho các bạn xem nhé. Chạy thử nhé. Nó sẽ ra với cái dữ liệu như thế này này. Đấy, xem nó trùng hay không trùng nhé. Đấy, tôi chạy thử này. Đấy, chạy rồi đấy. Bây giờ tôi sẽ mở cái tệp ra. Tôi mở cái tệp F Data Out ra này. Đó là Fonts. Font tức là gì? Font tức là nó không trùng, thằng này không có trùng gì cả, thế nên không trùng đúng không? Bây giờ kiểm tra lại, bây giờ thử đây, tôi viết đây là 1 nhé. Như vậy là đây là 2 này, như vậy có phần thử 2 đây trùng với 2 ở đây nhé. Để tôi ghi lại này và tôi chạy lại cái file dãy số nhé, chạy thử nhé. Đấy, xong rồi, để kiểm tra cái file out này. Quên mất là nó là true rồi đấy đúng không? Là có trùng rồi đấy. Đấy, thấy không nào? Được chưa? Đấy, như vậy đây là một chương trình, đây là một cái chương trình mà đây là một cái chương trình mà gì mà chạy với cái đầu vào đầu ra là cho trước. Bây giờ tôi sẽ làm một chương trình, tôi sẽ mà sinh cái bộ dữ liệu đầu ra một cách là thoải mái nhé, là vô tư nhé. Như sau này, bây giờ tôi sẽ sinh ra và tôi sẽ tính được cái thời gian chạy cho chương trình này, thử xem là tôi đo xem là với trình này là chạy hết bao nhiêu thời gian nhé. Thì làm như sau này. Bây giờ tôi sẽ làm như sau. Đầu tiên tôi làm cái chương trình là gì? Tôi làm cái chương trình là tôi sẽ làm trên cùng đây để tôi sinh bộ dữ liệu. Như vậy đầu vào chúng ta là sinh một cái bộ dữ liệu là có n phân tử mà là các cơ số nguyên ngẫu nhiên. Tôi làm gì? Thì làm như sau nhé. Đây. Muốn sinh cái bộ dữ liệu ngẫu nhiên chúng ta dùng cái hàm sau đây, chúng ta phải dùng một cái thư viện. Chúng ta dùng cái là from random nhé, random. Thì hàm rất hay dùng nhé, và import cái hàm sau đây, cái hàm rất quan trọng. Khi đối với số nguyên ấy, chúng ta dùng cái hàm là render in, cái này hàm này rất quan trọng nhé, and in. Đó. Và bây giờ tôi sẽ viết một cái chương trình là tôi viết một cái hàm là def mà tôi sinh cũng như một cái dãy, tôi kiểu là dãy đấy, sinh dãy nhé. Hàm này tôi viết là n này và a phẩy b. Là cái hàm này là hàm nó sẽ sinh ra n số nguyên ngẫu nhiên nằm trong giữa khoảng từ A đến B nhé. Thì cái làm là như sau. Đây. Tôi viết như sau, tôi viết là A đặt dãy A dãy là cần phải sinh đấy, nó làm một cái dãy một cái mảng, một cái list là rỗng này, xong tôi for i in range sinh đúng n phần tử đúng chưa? Đó. Và tôi đặt A, tôi đặt append. Append cái gì? Append dùng cái hàm ren in nhé, in này, đấy, ren in này, một cái số ngẫu nhiên nằm từ A giữa A và B đấy. Thì như vậy đây là một cái vòng lặp for gồm có n và A là bổ sung vào một cái số nguyên ngẫu nhiên nằm giữa A và B đấy. A B ở đây này đấy. Và bây giờ chúng ta khi xong rồi chúng ta sẽ kết thúc, chúng ta sẽ ren in rồi. Là đây là return A. Đấy, được chưa? Đây chính là cái chương trình để mà sinh ngẫu nhiên cái được chưa? Thì bây giờ đúng là cái khi sinh ngẫu nhiên ra tôi sẽ phải đẩy ra cái file, đẩy ra cái file này nhé. Và bây giờ tôi sẽ làm một chương trình như sau nhỉ. Tôi sẽ làm một chương trình là gì? Là tôi sinh đúng ra cái việc sinh này phải làm ở một tiệm khác cơ, nhưng mà thôi được. Được chưa? Đây bây giờ như này nhé, đây bây giờ tôi sẽ làm như sau này. Thôi được.
Mà các bạn không, nhưng mà các bạn thấy là như mà dùng cái lệnh này chúng ta có thể sinh ngẫu nhiên một cái bộ dữ liệu của cái bài toán này, bài toán này, cái miền dữ liệu của bài toán này làm tập hợp tất cả các dãy số của không nguyên của n phần tử, là một cái miền rất là rộng, và đây chính là cái hàm để sinh ngẫu nhiên một cái test data. Rất đơn giản các bạn, rất đơn giản. Và chúng ta sinh cái, khi chúng ta cần làm một cái bộ test, cần làm 10 cái test, chúng ta chạy 10 lần cái hàm này, tạo ra 10 cái dãy khác nhau, và chúng ta ghi dãy này ra cái file data out là được. Đấy, chúng ta rất đơn giản cái việc sinh này thôi. Cái này về các bạn vào nhà làm nhé. Bây giờ tôi sẽ làm sang phần khác. Tôi sẽ sinh ngay ở đây và tôi tính luôn cái thời gian chạy chương trình này cho mình. Bây giờ tôi làm lại chương trình nhé. Tôi không cần đấy nữa. Tôi không cần cái phần mà nhập từ bàn phím, mà nhập từ cái file out nhé. Tôi làm ngay trên màn hình luôn nhé. Để tôi làm cái chương trình thứ hai cho nó dễ nhé. Tôi new một cái file này. Cái file này tôi muốn làm ngay trên màn hình thôi. Để tôi copy cái này phần này sang nhé. Copy cái này sang bài toán này này. Copy cả cái phần này sang nhé. Sang đây này. Đây là cái bài thứ hai này. Đấy. Bài này tôi sẽ ghi ra là như này nhé. Bài này đây là dãy số này. Dãy số này. Và ký hiệu đây là 2 đi. Được chưa? Bài này nhé. Bài này thì như sau này. Với dãy số 1 là thì đây. Tôi không cần cái hàm, không cần cái này nữa. Tôi làm không cần ngay nữa, tôi làm ngay trên này luôn. Đây, chạy luôn cái này luôn nhé. Đây. Đấy. Tôi tính luôn nhé. Đây. Rồi. Bây giờ tôi làm luôn này. Bây giờ tôi làm nhé. Bây giờ tôi làm như sau này. Bây giờ tôi sẽ cần muốn tính thời gian, tôi sẽ làm thêm viết thêm một cái thư viện, cần thêm thư viện nữa. Thì cái thư viện random dùng để sinh ngẫu nhiên rất quan trọng nhé. Random nó có một vài hàm rất quan trọng, các bạn sẽ phải tìm hiểu cho nó. Cái hàm random là một cái hàm rất quan trọng đối với việc sinh dụng số nguyên, ta dùng hàm random. Còn sinh số thập phân thì chúng ta dùng cái hàm random nhé. Bây giờ cái hàm thứ hai là tôi muốn dùng để tôi đo thời gian, tôi dùng cái lệnh là cái thư viện là time và import một cái file đó là performance counter. Vậy đây là cái hàm rất quan trọng dùng để đo thời gian chạy của chương trình tính bằng giây. Được rồi, bây giờ tôi làm chương trình nhé. Đây là cái hàm chung nhé, và tôi làm như sau. Tôi kiểm tra xem cái này tôi là bao nhiêu thời gian nhé. Đây, chương trình chúng ta là như này, chương trình chính của chúng ta đây nhé. Rồi, bây giờ chúng ta là như sau, chúng ta sẽ như sau này, chúng ta sẽ đặt n là một số bất kỳ. Đấy, n tôi bằng 1000 này. Và tôi đặt A dùng cái hàm là sinh dãy nhé. Tôi sinh dãy ngẫu nhiên nhé, nhưng cũng n phần tử. Và ví dụ là cái các phần tử của nó chạy từ nhau, chạy từ ví dụ dãy từ trừ đi n chia 2 đến n chia 2. Đấy, làm thế này nhé. Các số của nó là có các ngẫu nhiên là âm và dương, ngẫu nhiên ở trong cái đó nhé. Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra. Đấy. Đây chính là cái phần mà dùng để gì? Đây chính là cái phần dùng để gì? Là cái phần mà sinh dữ liệu. Suy ra chúng ta không tính thời gian. Bây giờ chúng ta bắt đầu chạy này. Chạy chỉ là như sao, chúng ta chạy cái hàm này thôi. À, chúng ta gọi cái hàm này, chúng ta gọi là trùng. Đúng không nào? Trùng và A. Đây chính là cái lời gọi hàm chính đây. Được chưa? Đây đầu vào đây. Và bây giờ chúng ta tính này. Chúng ta tính là T1 bằng performance counter. Đấy. Và khi chạy xong chương trình, xong cái hàm này thì chúng ta lập tức chúng ta đặt là hàm T2 bằng thì anh chạy sau khi chương trình chạy ra. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ print, chúng ta sẽ print cái thời gian chạy của T2 trừ T1. Đây chính là cái thời gian chạy cho cái bài toán này. Đối với cái bộ dữ liệu, đối với cái bộ test này, bộ test này là ứng với n bằng cái bộ kia là ứng được vào 1000, và cái bộ test này là đủ độ là ngẫu nhiên, làm để đủ để khẳng định ra đây là một bộ test data rất là tốt. Được chưa? Rồi bây giờ tôi chạy thử nhá. Đây tôi ghi cái này ra, tôi chạy thử xem ngay ra để mình là bao nhiêu nhé. Rồi nó làm mất đại đêm nó rất nhỏ, chuyện nó là âm đây chúng ta không thu tính, là nó chuyện này hơi khó một tí nhé. Còn bây giờ chúng ta muốn có thể thật ra ở đây chúng ta có thể tính thêm là
Ở đây chúng ta có thể thêm cái hàm round nữa cho nó thật yên tâm nhé. Round này. Round. Round ở đây nhé. Và ở đây là, ở đây chúng ta đặt là 20 số theo 20 số sau số thập phân nhé. Đấy. Tính thử nó ra một con số như thế này. Đấy. Ủa vẫn là cái chỗ này, cái đằng sau này nó rất là hạn chế, là không hiện nhiều số, cái này các bạn là hiểu sau nhé. Thôi được, biết tôi làm thử thôi. Biết như vậy với lên được 10.000 thì nó quá dễ, thì chung làm ra hết. Biết lại lên được là 10.000 đấy nhá. Chạy thử nào, 10.000 xem là hết bao nhiêu giây nào. 10.000 vẫn là còn nhanh quá đúng không? Bây giờ là 100.000 đi nào, 100.000 nè, 100.000 là 0,001 giây, thấy không nào? Với cái bài này là 100.000 là 0,001 giây nhé. Bây giờ chúng ta để là 500.000 sẽ là bao nhiêu nhé? 500.000. 500.000 là 0,002 giây nhé. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Là con số là bây giờ chúng ta để 1 triệu đi, 1 triệu. Một triệu là nó lâu hơn rồi đấy nhé. 0,02 giây nhé. À, 0,02 giây. Mình tôi để bìa tôi để là đây là 1 triệu đúng không? Tôi để là 10 triệu nhé. Cái lâu này là lâu ở chỗ tính cái này này. Tính cái này là nhanh lắm, phần tính phải lâu, ở phần sinh dãy là lâu này. Vì nó mà sinh ra là 10 triệu số cơ mà nhé. Nó khá lâu đấy nhé. Ôi, lâu quá đúng không? Không thể tìm được, thôi ta chờ vậy nhé. Được chưa? Như vậy là với cái bộ này là chúng ta có thể tự kiểm tra, chúng ta tự đo được bằng trình của chúng ta và biết được như vậy chúng ta ngồi nhà chúng ta có thể kiểm tra được và chúng ta biết được như vậy với cái bài này là học sinh sẽ được bao nhiêu điểm là có thể tính được đấy nhé. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Đây là những chỗ rất quan trọng để chúng ta tính toán nhé. Này, đây là cái file, đây là cái tiệp, đây là cái trình chính là có một hàm tên là trùng A đấy nhé. Nó chỉ trả về là đúng hoặc là sai thôi. Đấy, đúng hoặc là sai. Thấy không nào? Đấy. Còn khi mà làm trên, chúng ta muốn đưa vào thành một cái bài chuẩn ở trong cái chương trình chấm tượng, chúng ta phải làm chuẩn là đầu vào đầu ra. Còn chúng ta làm ở nhà chúng ta cần làm như này thôi. Một lát nữa tôi sẽ tính thử các bạn xem với cái bài này là cái độ phức tạp thời gian nó là bao nhiêu. Lát nữa tôi sẽ nói. Bây giờ chúng ta quay sang, chúng ta sợ hết thời gian, chúng ta sẽ quay lại cái này và chúng ta cùng nhau sẽ để xem nhé. Như vậy là bây giờ chúng ta, như vậy là với một cái thuật toán ấy, chúng ta cần phải tính cái thời gian là thời gian xấu nhất, thời gian trung bình và thời gian tốt nhất. Và một cách tính mà dễ dàng nhất là chúng ta đo thời gian thực sự trên máy tính, dùng đưa tất cả cái bộ dự đồ vào này mà tính thử. Nhưng mà đưa cái bộ dự đồ vào thì nó chỉ là mang tính là kiểm thử thôi, nó không mang tính toán chặt chẽ. Và như vậy thì người ta đã nghĩ ra một phương pháp rất quan trọng nhé. Tôi sang cái phần tiếp theo là phần 3 là cái về lý thuyết, cái cách tính cái thời gian chạy của chương trình, thời gian TN theo lý thuyết. Đấy, cái đây là phần rất quan trọng nhé, theo lý thuyết. Thì đây mới là cách mà những người làm khoa máy tính vẫn đang làm. Thực tế thì những người làm khoa máy tính thì họ vẫn dùng kiểm thử, họ vẫn lập chương trình. Mà kiểm thử đó nó chỉ là cái để cho ta, để người ta cảm thấy tự tin hơn thôi. Còn để mà chứng minh rằng cái thời gian chạy này là tốt hay không tốt thì người ta phải tính bằng lý thuyết. Đấy. Thì ở trong sách giáo khoa cũng có một phần rất là ngắn là mô tả cái cách tính lý thuyết cái TN này. Thì cách tính như sau, người ta cách tính thông qua khái niệm gọi đơn vị thời gian. Thì cách tính như sau, tổng quát là gì? Là cái TN là bằng là tổng số các cái đơn vị thời gian. Thời gian dùng để chạy chương trình nhé. Dùng để chạy chương trình hay là thuật toán đây thôi. Trong nó cái đơn vị thời gian này hiểu là gì? Hiểu đơn vị thời gian hiểu nó là cái thời gian chạy của một cái lệnh đơn. Đây là cái thời gian chạy
của một cái lệnh đơn. Được chưa? Đó. Thì thực tế người ta sẽ, khi mà người ta tính thực tế, người ta sẽ sử dụng các cái gọi là một hoặc các cái nguyên tắc để tính cái nguyên lý để tính thời gian t này như sau. Chúng tôi tính đây là tính hoàn toàn lý thuyết, không có chuyện chương trình nhé. Như vậy là trên thực tế, tất cả những người làm học máy tính ấy, họ đều không đưa cái thời gian chạy mà dùng máy tính để đo để đưa vào như là một cái minh chứng cho chương trình chạy nhanh hay chậm đâu, mà người ta phải tính bằng cái lý thuyết này. Thì cái tính cách người ta tính là như sau nhé. Nguyên tắc 1 là chúng ta chú ý này. Nguyên tắc 1 là các cái phép tính số học cộng trừ nhân chia, tính thương, tính số dư, rồi tính các phép toán bit đó, thì là tính là một đơn vị thời gian, hiệu là một đơn vị thời gian. Đấy. Các bình số học nhé. Hai là các phép tính logic tính là một đơn vị thời gian. Phép tính or and not đúng không, một đơn vị thời gian. Tiếp theo nữa là các phép tính đơn giản khác, phép tính gán, mỗi loại mệnh lệnh gán, gán này, hay là đọc dữ liệu từ đầu vào, hay là ghi, đọc có thể rất nhiều nhé, nhưng mà giao tính có thể tính là một cho nó dễ, đọc là một, tính là một đơn vị thời gian, đấy, đơn vị thời gian. Rồi thứ tư là lệnh lặp là lệnh for này hoặc là lệnh while này đúng không, lệnh repeat này sẽ bằng là tổng thời gian, tổng các cái đơn vị thời gian của các cái lệnh bên trong, tổng cái thời gian chạy của các cái lệnh lặp bên trong. Như vậy là mình lệnh lặp nó có n bước thì là bằng n nhân với thời gian chạy của từng phần bên trong. Lệnh while cũng vậy thôi. Và cuối cùng là lệnh 5 là lệnh if. Lệnh rẽ nhánh ấy thì nó sẽ bằng là gì? Bằng là maximum của các của thời gian của các lệnh rẽ nhánh, của các lệnh rẽ nhánh. Như vậy chúng ta có những lệnh if lồng nhau đúng không? Thì ta chọn cái phần maximum của nó chúng ta đưa ra. Thì đây chính là nguyên tắc tính đây, và chúng ta có thể tính ở trong mọi cái đấy chưa. Rồi thế bây giờ tôi sẽ quay sang tôi tính thì cho các thầy cô xem cái bài này nhé. Đây với cái bài này thì chúng ta sẽ làm như thế nào, bây giờ tôi sẽ viết lại cái bài này ra bên ngoài này, tôi sẽ tính bằng lý thuyết nhé cho chúng ta thấy nhé. Đây chúng ta chú ý này, như vậy chúng ta có cái bài toán sau đây, chúng ta làm một chương trình chúng ta nhé, dạy trên ngôn ngữ nào vậy thôi, trên Python cũng vậy, trên Pascal cũng sẽ vậy nhé. Tôi viết lại cái hàm của chúng ta này, def này, trùng nhau, viết lại nhé. Đây là A, đầu vào của A chúng ta là gì, đầu vào A chúng ta là một cái dãy n phân tử, tôi đặt B bằng dãy rỗng này, xong for này, for x gì này, in A này, đúng không nhỉ, if này, x gì, in B này. Đấy. If x in B này. Đấy. X in B nhé. X in B lập tức là return. Return true. Là có trùng nhau. Còn else nhé. Else thì là chúng ta đưa phần tử x vào B. X và đây là return. Return là true. Là false. Nhé. Đấy. Đây là lệnh thứ nhất này, đây là lệnh thứ hai này, đây là lệnh thứ ba này, lệnh thứ tư này, lệnh thứ năm này, lệnh thứ sáu này, lệnh bảy. Đấy. Và bây giờ tôi sẽ áp dụng cái này nhé, và tôi tính cái này, để tính thử nhé. Đây các bạn xem, cái dòng này là cái lệnh này là lệnh gán đúng không? Tính là một đơn vị thời gian. Lệnh lặp này, đây là lệnh lặp x trên a, lệnh này lặp n phần tử, lặp n bước nhé. Được chưa? Lặp n bước thì mỗi bước như vậy, đây này, cái phần này là phần là mỗi một cái bước ở phía trên chúng ta có này là lệnh if. Được chưa? Lệnh if này sẽ chia làm hai phần, đây là phần trên của lệnh if đây,
còn đây là phần dưới của lợi ích đây. Thì hai phần nhé, ở đây này, vậy đây phần này thì chuyên là phần này nhé, ở đây phần này này. X in B nhé. Đó. Thì nếu mà x in B là đây phải kiểm tra x có nằm trong B không, thì cái lệnh in ở trong cái đối với kiểm tra trên cái list ở trong Python là nó mà cho x thì chạy dọc trên B. Đấy. Chuyện chỗ này này, lệnh này này, lệnh này là mất, lệnh này là mất bao nhiêu, là mất cái độ dài của B thời gian. Cái lệnh này là mất là len B. Len B thời gian. Đấy, B nó có 3 phần tử, n phần tử nhé, là mất, nó chạy dọc đúng thời gian, chạy đúng luôn độ dài của B. Còn lệnh này này là mất là một đơn vị thời gian, lệnh return là return này. Còn else, else này là chỉ một lệnh, đây lệnh này là cái lệnh bổ sung phần tử vào cuối của B, lệnh này là mất là một đơn vị thời gian. Đó. Suy ra tổng cộng chỗ này này, người ta vì là ít, người ta phải tính là maximum của hai cái này. Để về nguyên tắc nhé, chúng ta chú ý là về nguyên tắc khi mà lệnh if ấy, là phải tính là lệnh if là tính maximum của một trong hai cái nhánh này. Vậy suy ra tổng số của chỗ này là gì? Là phải tính là len B, là phải len B nhé. Vậy suy ra tổng có như sau nhé. Vậy tổng lại như sau này, ở đây nó sẽ là 1 này nhé, 1 này cộng với n này nhân với len B. Đấy, len B mà trong quá trình len B tôi không biết len B là bao nhiêu nhé. Đấy. Rồi tôi biết đây là cho thầy dùng những vậy, như vậy tn bằng cái này tôi sẽ chính xác hóa cái này sau nhé. Đây bây giờ chúng ta cùng nhau chúng ta chú ý này. Được rồi, thì bây giờ chúng ta cùng nhau tính nhé. Trường hợp mà tốt nhất, trường hợp tốt nhất nhé, trường hợp tốt nhất là khi mà a gồm n phần tử giống nhau, n phần tử giống nhau, thì cái lệnh ở cái len B này, thì khi đó thì cái B này maximum chỉ có một phần tử thôi, vì lệnh cái phần tử thứ hai là lập tức là nó bị trùng nhau rồi, mà nó chỉ một phần tử đầu tiên đưa vào B, phần tử thứ hai trùng luôn. Như vậy cái lệnh này nó chỉ mất có một lần thôi, và len B là thì len B là bằng một, len B bằng một. Vậy suy ra là gì? Suy ra là cái TN của chúng ta đấy, TN của chúng ta là sẽ bằng là một cộng N thôi. Đấy. Và với một cái n này chúng ta có thể dùng nhé, nó chính là bằng là o lớn của n, o lớn tôi sẽ bỏ qua cái o lớn này nhé. Đấy. Nó là bậc của nó chính là o n thôi nhé. Đó là trường hợp tốt nhất nhé. Bây giờ trường hợp xấu nhất này, trường hợp mà xấu nhất nhé, xấu nhất nhé, xấu nhất là gì, là a gồm n phần tử khác nhau từ đây một, a gồm n phần tử khác nhau hết nhé, thì sẽ ra là cái b này nó chính độ dài, nó chính bằng a, vì là bổ sung vào cái lệnh này và trường hợp đó thì cái b nó chính bằng a, và khi đó cái lệnh này chỗ này không bao giờ xảy ra cả, không bao giờ xảy ra, lệnh này không bao giờ xảy ra, luôn xảy ra, luôn là xị bổ sung vào b hết, và như vậy cái lệnh này sao càng kiểm tra nó càng thấy gì, nó càng là độ dài nó chỉ bằng len b, chỉ bằng n nữa. Vậy suy ra như sau, vậy suy ra trường hợp xấu nhất là gì, trường hợp xấu nhất là chúng ta có như sau là tn bằng 1 cộng n bình phương mà chỉ bằng là o lớn của n bình phương. Đó. Còn trường hợp trung bình thì chúng ta hiểu như là b, tức là cái a gồm có là một nửa, mà cứ một nửa cái phần tử bằng nhau. Như vậy sẽ là cái trường trung bình, có hiểu là len b nó sẽ bằng n chia 2. Đấy, vậy sẽ ra là cái đó là tn nó sẽ bằng 1 cộng với n bình phương chia 2, nó chính vẫn là bằng on lớn on bình phương. Đấy. Vậy tóm lại ta có như sau. Đối với bài này là trường hợp mà tốt nhất khi mà a gồm toàn các phần tử giống nhau, khi mà a gồm n phần tử giống nhau bằng nhau thì nó sẽ là o lớn n. Còn trường hợp mà xấu nhất và trung bình thì là nó sẽ là o n bình phương. Đấy, các bạn thấy không? Đấy. Đấy.
Như vậy là khi mà sinh những cái chúng ta muốn là sinh bộ dữ liệu thì chúng ta có thể sinh một hai cái bộ là tốt nhất, xem đúng nhanh nhanh được không, đúng là EON không. Còn còn lại ví dụ chúng ta sinh 10 cái bộ dữ liệu, chúng ta sinh là hai bộ dữ liệu thuộc dạng là tốt nhất, là hai bộ dữ liệu là A là phân tử bằng nhau, kiểm tra xem đúng nhanh thật không. Còn lại chúng ta 8 cái bộ thì còn lại chúng ta sinh sinh ngẫu nhiên và nó phải ra là ON bình phương và chúng ta kiểm tra. Đấy, thì đó chính là cái em để chưa, đó chính là cái mà như vậy là gì? Như vậy là chúng ta sẽ phải tính vì như vậy là để mà tính được ấy, để mà đánh giá đấy, để mà đánh giá nó cũng tổng kết lại này, đánh giá một cái thuật toán ấy là chúng ta phải tính tên à. Tính tên à. Mà không phải tính theo kiểu lập trình đánh giá mà tính N theo lý thuyết. Theo lý thuyết. Được chưa? Đó. Được rồi. Chúng ta sang cái phần thứ ba của bài hôm nay là sau khi mà tính được cái MTN rồi, chúng ta sẽ phải sang bước tiếp theo cùng nữa là bước là chúng ta là tính độ phức tạp thời gian thuật toán. Phần này là phần quan trọng, tính cái độ phức tạp thời gian. Tính cái độ phức tạp thời gian thuật toán nhé. Thuật toán. Thế đây là phần rất là khó nhé. Mà trong sách giáo khoa chỉ viết rất là ngắn và chúng ta công nhận thôi, chúng ta công nhận cái phần này. Là chúng ta sẽ phải so sánh và phải tính được cái thời gian chạy, tính được cái độ phức tạp thuật toán thông qua cái khái niệm là O lớn. Đấy. Được chưa? Và ở đây chúng ta sẽ phải có hai ý. Một là 3.1 ấy, chúng ta sẽ phải khi tính nhận TN rồi, chúng ta sẽ phải so sánh hay tính bậc của nó thông qua các cái hàm cơ bản như là một là hằng số này, n là tuyệt, loga n là logarit này, loga n này là n tuyến tính này, n loga n này đấy, hay là n bình phương này, n mũ 3 này, n mũ k này, đó là đa thức này, sau cùng là a mũ n này, đó là lũy thừa này, và cuối cùng là n dây thừa đấy. Và thông qua những cái này đó. Được chưa? Đó. Và chúng ta sẽ phải làm sao? Chúng ta sẽ phải so sánh được. Đấy, phải tính được cái ô của FN, ô của TN là bao nhiêu. Đấy, thì để tính cái ô TN này chúng ta sẽ phải làm như sau, đúng không? Vì một nguyên lý chúng ta sẽ phải làm rất phức tạp, nhưng mà trong sách chỉ viết đơn giản thôi, là chúng ta thông qua các cái gọi là cái quy tắc rất quan trọng. Thì người ta nhắc lại một đoạn của quy tắc nhé. Một là cái quy tắc cộng này, quy tắc cộng nhé, là khi tính một cái O lớn của một cái hàm F cộng với G thì nó sẽ bằng là O lớn của cái max của F của G. Đây là quy tắc cộng này. Hai là quy tắc nhân này, quy tắc nhân nhé. Quy tắc nhân là như sau. Quy tắc nhân là chúng ta sẽ phải tính theo cái gì, có hai cái. Một là nhân với hằng số O lớn của một cái hằng số nhân với F, thì chúng ta sẽ bỏ qua cái hằng số này, ta viết O lớn của F. Đấy. Và cái thứ hai là tích nhé. O lớn của một cái F nhân với G thì nó sẽ là bằng là gì, là O lớn của F nhân O lớn của G. Cái O lớn dùng để làm gì? Cái O lớn dùng để mà nôm na là chúng ta dùng để so sánh, để tính xem cái độ tăng lên vô cùng của nó nhanh như thế nào. Vì tất cả những cái hàm TN của chúng ta đều là cái hàm là sẽ tăng lên vô cùng, tăng lên vô cùng khi N tăng lên vô cùng. Vấn đề chúng ta kiểm tra sẽ nó tăng nhanh như thế nào thôi. Đấy. Thì vì cái khi mà chúng ta viết là cái, khi chúng ta viết là F bằng O lớn G thì cái này là cái gì? Khi chúng ta gọi là F là cùng bậc với G, là có bậc tiệm cận là G, khi mà chỉ khi như sau, khi mà chỉ khi là gì? Khi chỉ khi là tồn tại một số n không và tồn tại một hằng số c, thì sao cho là với mọi n
thì là Fn sẽ nhỏ hơn hoặc bằng C nhân với Gn. Đấy. Tức là khi mà chúng ta mà đây là định nghĩa chính xác nhé. Đây là định nghĩa chính xác đấy, chính xác. Tức là khi mà đây cái hàm G đây. Đấy. Thì cái C này của nó là như thế này. Đấy. Thì cái hàm F nó phải nằm dưới. F đầu tiên với N mà nhỏ hơn N không nó có thể nó ở trên này. Nhưng mà khi ra khỏi sợi N nó phải nằm ở dưới này. Đấy. Đây là G này, đây là F. Như vậy là F tiến ra khi N tiến ra vô cùng ấy thì là Fn nó tiến ra vô cùng không thể vượt quá là Gn. Đấy. Thì kiểu nó là kiểu là F là cột bậc của, tức là nó là cái F là tiến ra vô cùng không thể vượt quá được, không chỉ như là G thôi. Đấy, được chưa? Đấy. Thì cho thêm một định nghĩa khác nữa nhé, để tôi có thể cô xem nhé. Nếu mà F mà bằng là OG, tức là F mà phát triển lên ra thêm cùng không thể vượt quá N thì cái này là tương đương, chúng ta ngược lại là G sẽ bằng là omega của, đây là ngược lại nhé. Đấy. Là khi đây là G phát triển thì G không thể chậm hơn, không được chậm hơn F được. À, tức là không, phải lớn hơn bằng F, lớn hơn bằng CF, đây là nhỏ hơn bằng CG. Đây là F là tiến ra vô cùng không thể vượt quá nhanh, không thể quá G. Còn đây là chậm nhất, không thể chậm hơn G được. Khi mô tả cái này, chúng ta muốn chứng minh là F là nhanh lắm, rất nhanh, nhanh này chỉ như G thôi. Còn thằng này là mô tả cái việc chậm của nó. Như vậy là khi F bằng OG tương đương với là G bằng omega F, đây là cái ký tự đấy nhé. Còn ngược lại là như sau nhé. Ngược lại là như sau này. Nếu mà F bằng O lớn của G và G bằng O lớn của F, đấy, hai bên đổ nhau thế này, thì cái này nó thì chúng ta suy ra có một kiểu khác là F bằng nữa có dùng là theta nhé, theta của G. Tức là trên này là Fg là hoàn toàn tương đương. Trong ngôn ngữ của việc tương vận đứng ấy, tương vận là lên vô cùng ấy, thì nếu F bằng đây, tại vì các bạn phần này chúng ta vì chúng ta gần hết thời gian rồi. Hôm nào đó tôi sẽ nói lại cái chủ đề này nữa nhé, về bài toán học hẳn thảo hoa nhé. Nếu mà F mà bằng O lớn của G thì chúng ta viết là như sau. Chúng ta viết cái này nó tương đương với là F là nhỏ hơn. F là nhỏ hơn bằng G. Đấy. Trong ngôn ngữ của tiệm cận nhé, của là bậc ấy, phát triển đấy. Cái lớn hơn là đưa ra cho nháy mà được. Còn ngược lại nhé, nếu mà F bằng omega của G thì đây tương đương với là F lớn hơn hoặc bằng G. Đấy. Còn trường hợp mà bằng nhau, nếu mà F mà bằng theta của G, tức là F là O của G, G là O của F, thì cái này có thể viết lại là gì, là F bằng G. Đấy. Như vậy nên đây là trường này thì là F với G là hai cái hàm chạy đến vô cùng với cái vận tốc là như nhau. Được chưa? Thì ở trong cái ngôn ngữ của cái độ phức tạp thuật toán ấy, là cái O1 là cái nhỏ nhất, cái này nhỏ hơn hoàn hẳn là O loga N, nhỏ hơn hẳn O lớn của N loga N, nhỏ hơn hẳn rồi. Chỗ này phải thêm cái giữa nữa, cái lớp ở giữa nữa nhé, là tính tính nữa cơ nhé. Đây là O lớn của N, đấy, nhỏ hơn O lớn của N loga N, nhỏ hơn O lớn của N bình phương, nhỏ hơn O lớn của N mũ 3, nhỏ hơn cuối cùng là nhỏ hơn O lớn của A mũ N, với A là bất kỳ, và cùng nhỏ hơn O lớn của N giải thừa. Đây là cái bậc phát triển càng lên cao thì nó càng như vậy. Đấy, được chưa? Khi các bạn mà làm việc với dãy với Python thì tôi cho các bạn xem cái bảng như này, thì tôi sẽ copy các bạn xem cái bảng này. Để đợi một chút tôi copy các bạn xem nhé. Khi chúng ta làm việc với một cái đây để tôi đợi tôi một chút tôi copy một chút cho các bạn xem cái hình này. Thật ra đây có một chỗ không đúng lắm thôi được.
tương tạo như thế nhé. Để tôi sẽ mô tả các bạn xem. Đây. Đây là cái bảng mô tả gì? Mô tả cái thời gian chạy ở trong đối với dãy số, đối với list nhé. Tạo cái list này, nó là ON này. Lệnh là tạo bản sao ON này, lệnh append, lệnh bổ sung một từ vào cuối của một cái phần từ của dãy, nó là O1, lấy có một đơn vị thời gian thôi. Insert, chèn một cái một giá trị K vào giữa của một cái của phần từ K của chèn số X phần từ K của dãy A là ON nhé. Gọi ra này, lấy ra phần tử nó là O1 này, đúng không? Đặt thay đổi giá trị của một phần tử của một cái list O1 nhé. Xóa một phần tử đi. Lệnh đen hoặc lệnh remove là ON. Lệnh pop lấy ra phần tử cuối, pop không thôi thì là O1, còn pop y thì là ON, chúng ta thấy nhé. Kiểm lệnh mà duyệt x, kiểm tra x đặt trên ai không, ON. Lệnh vừa nãy chúng ta dùng lệnh này, cái lệnh này là lệnh x if x in b, lệnh này là mất n thời gian nhé. Lệnh này. Đấy. Lệnh này là mất n thời gian đấy, ON thời gian đấy. Lệnh này. Đây này, x in a nhé, ON thời gian. For x in a cũng là ON thời gian nhé. Đó. Lệnh extend, lệnh cái chỗ này là sai, các bạn xóa dưới đi nhé. Đó. Cái này không xóa được, không xóa được. Cái này không xóa được. À không giữ không xóa được. Chỗ này viết sai nhé. Cái lệnh A extend B thì đúng là OK. Còn cái AB không phải nhé. Cái OAB này, cộng AB này là cái chỗ này, chỗ này là như này. Cái chỗ này là tôi viết, để tôi viết nhé. Cái chỗ này này. Riêng lệnh này A cộng B nó mất là O của N cộng K nhé. Đấy. Lệnh tính len A là O một thời gian. Lệnh lấy ra một cái slicing bắt đầu từ A start đến stop end thì là OK, K độ dài của slice nhé, là OK thời gian này. Còn lệnh còn gán, lệnh gán phần tử B thay cả một dãy số như này thì nó là OK cộng N. Lệnh mà nhân với K là ONK. Lệnh sort sắp xếp một dãy A trong Python có sẵn, đó là N log N thời gian. Đấy. Thì khi mà các bạn làm việc với những cái bài toán mà cần phải tính thời gian của Python ấy, chúng ta phải nhớ tầm lòng cái này nhé. Cái này thì chúng ta mới cho không quen, chúng ta cứ làm dần, cứ làm càng nhiều càng quen thì sẽ học, chúng ta học thuộc lòng tất cả những lệnh này. Đã biết ngay biết ngay là nó như thế nào. Thì đây là cái bảng rất quan trọng nhé. Thì trong lát tới tôi sẽ mở lớp thì chúng ta sẽ cùng nhau làm rất nhiều bài tập, và chúng ta sẽ luôn bất kỳ bài tập nào chúng ta cũng tính toán thời gian chạy, và chúng ta dựa vào đây chúng ta sẽ tính toán thời gian chạy của một cái chương trình. Đấy, như vậy cái bài toán này, chúng ta quay lại bài toán này nhé. Bài toán của chúng ta là trong trường hợp trung bình, là trường hợp xấu nhất, thì cái thời giải của chúng ta ở đây là mất là n là n bình phương thời gian. Nhưng như vậy nếu mà n mà khá lớn thì nó chạy rất là chậm. Thì bài này là cái bài này chúng ta hoàn toàn có thể cải tiến và sẽ tìm ra được quy luật giải tốt hơn nhé. Như vậy cái bài này này, cái bài mà tôi vừa nói, cho trước một dãy A cho trước, hãy kiểm tra xem A có là có trùng nhau hay không ấy, có trùng nhau hay không dưới cái bài đó nhé. Thì bây giờ hết thời gian rồi, tôi sẽ đưa thành cái bài tập về nhà, chúng ta cùng nhau làm cho nó vui thôi nhé. Bài tập về nhà là bài tập của chúng ta là bài tập 1 là tìm các lời giải khác nhé. Tìm các cái lời giải khác của cái bài toán của chúng ta, bài toán ví dụ đấy nhé. Cho trước dãy A, kiểm tra xem A có thể trùng nhau hay không. Và bài số 2 là tìm lời giải tốt hơn, tìm cái lời giải với cái độ phức tạp thời gian là O lớn của N log N. Cái bài của chúng ta vừa rồi là O là bình phương nhé. Và bài số 3 là khó hơn cả, là tìm lời giải với thời gian là ON thôi trong trường hợp xấu nhất nhé. Bài này thì khó hơn nhiều nhưng cũng rất là hay luôn nhé. Thì trong quá trình làm chúng ta sẽ là cùng nhau làm cái bài này, được chưa? Thôi bây giờ chúng ta nghỉ ở đây rồi nhé. Chúng ta, nhưng mà tôi chỉ là hôm nay tôi cũng gọi là phổ đạo thêm cho chúng ta biết một số những thông tin liên quan đến độ phức tạp thời gian thuật toán, cách tính như thế nào,
Quan trọng nhất đấy là cách mà sinh một cái bộ dữ liệu ngẫu nhiên ra làm sao. Đây này, cách tính thời gian chạy là như thế nào, cách sinh ra một cái bộ dữ liệu, đây là cái lệnh rất quan trọng này, lệnh này, lệnh này sinh ra một cái bộ dữ liệu ngẫu nhiên như thế nào và cách tính thời gian như thế nào cho một cái chương trình. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé, ít thời gian quá thôi được, mà tôi không thể nào, tôi không thể nào tôi nói nhiều hơn nữa, tôi nói nhiều hơn tôi mệt lắm, tôi thế nào mệt. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Dạ, cảm ơn thầy ạ.